Rồi ở đây mình thấy là có bạn Thanh bạn hỏi về phân tích các bất lợi của đồng Bull Bear. Thì mình nói luôn đó là đối với anh chị mà nếu anh chị mà dù anh chị là người lâu năm hay là anh chị là người mới thì tốt nhất là không nên cho Bull Bear. Tại vì Bull Bear nó không đơn, mọi người nghĩ Bull Bear là thuần túy là X3 và mọi người cầm coin, tại vì đa phần mọi người chơi Bull Bear là bởi vì cái đấy. Nhưng mà nó có một cái biến, mà cái biến chết người của Bull Bear đó là cái compound interest. Cái compound interest đó là sẽ giúp cho mọi người là khi mọi người cái nó sẽ kiểu giống như giết mình từ từ á. Thì nó sẽ dẫn đến mấy cái trường hợp. Thứ nhất á, là khi mà giả sử như anh chị mua cái đồng Bull đi, cái đồng Bull là ví dụ giá tăng thì mình sẽ tăng X3 đúng không? Nhưng mà sau đó cái giá nó giảm sau nó hồi về giá của giá exchange á, nó hồi về đúng cái điểm mình đã entry vô thì cái đồng Bull của mình nó vẫn chưa hồi về cái giá Bull mà mình mua. Thì đó là do cái những cái ngày giảm á, nó sẽ có add thêm một cái hệ số, cái hệ số nó sẽ nhân, nó gọi là compound interest hoặc là chỉ số lãi suất gì đấy, và nó làm cho cái việc đó là bull bear nó chỉ thắng khi mà nó lên từ từ hoặc là nó xuống từ từ theo cùng một nhịp độ. Chứ còn mà nếu như mà anh chị vào bull bear mà chỉ muốn bởi vì một cái công dụng là bởi vì cái đồng bull bear đó là X3 thì anh chị nên mặc gain X3 thì nó nhanh hơn, nó an toàn hơn và đơn giản hơn.